Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Tắm ha, nhưng mà không phải mình tắm đâu, Lucy nó tắm. Đẹp gái rồi mà hơi thúi. Giờ đổ cái nước mưa này ra, này nước mưa. Bạn biết mình bơm nước này làm gì không? Đoạn lát mình sẽ cho Lucy nó bơi. Chuyên gia bày vẽ. Cái cưng mới thấy mày dễ thương chứ không mày nhiễu nhão gớm quá mày. Ai là Lucy? Nước đầy rồi kìa, bơi coi. Coi biết bơi không? Anh đỡ bụng cho. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, chủ đề ngày hôm nay là sẽ là đi tắm ha. Nhưng mà không phải mình tắm đâu, Lucy nó tắm. Đẹp gái rồi mà hơi thúi. Ok. Con gái cưng hơi thúi. Rồi ok các bạn, chuẩn bị thôi. Giờ đổ cái nước mưa này ra. Này nước mưa. Này này này. Rồi. Bơm nước. Bạn biết mình bơm nước này làm gì không? Đoạn lát mình sẽ cho Lucy nó bơi để coi cái chân cẳng nó vận động tốt không. Đầu tiên sẽ rửa sạch cái này đi. Mày về đây mày gặp anh là lão gì chạy lân tân kìa. Mày về đây mày gặp anh là mày sướng á. Tại vì anh là chúa tể làm màu. Chuyên gia bày vẽ. Làm cho nó lùm xùm lên. Ok. Mình sẽ bơm nước ở đây. Để cho nước nó đầy đầy lên. Mình sẽ cho Lucy vô nó bơi tắm bồn. Còn bây giờ mình sẽ đi tắm ở đây. Ở đây Lucy. Đây con. Đâu, hôm nay anh tắm cho nó xà bông rồi, miếng là thơm ơi. Phải liền. Phải liền. Để sắm đồ đánh răng đồ đánh răng cho mày thơm tho sạch sẽ. Úi dùi dùi dùi. Rửa mặt cho nè, mặt kèn không nè. Nước miếng nước mồm tà le. Dễ cưng. Càng ngày càng cưng. Trời, mưa luôn. Đậy luôn rồi. Lè 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 lè. Tắm thơm mà nhiều người yêu. Gà nó chắc nụi rồi các bạn. Cơ bắp nè. Bóp vô cục dài nè. Gái á. Từ lúc anh lấy vợ rồi là chỉ có mày là con gái anh được tắm cho là. Từ từ anh sắm đồ nghề về anh làm xì ba cho mày luôn. Mấy kẻ chân này ve chó rồi nó hay bu ha các bạn ha. Cái này là mấy cái xà bông bây giờ là nó có chỉ ve luôn á. Ngoan ghê á. Không có những bạn bét á. Càng nuôi càng thấy thương các bạn. Tại vì giống như nó có duyên với mình hay sao á, nó ngoan hiền lắm. Giống như mình trước khi mình nhận nuôi Lucy á, mình không có ý định là mình nuôi chó. Không phải là mình không thích chó ha, mình rất là yêu thích chó.
ngày xưa là nhà mình ở dưới Sài Gòn á, thì dưới nó nhỏ chỉ có thể nuôi chó thôi đó. Rồi ở đây mình cũng nuôi hai mấy con chó ngoài kia kìa, nhưng mà chó đó là chó giữ nhà. Thì mình sau này mình từ lúc mà mình gặp được bò sát các kiểu đồ á, thì mình có cái niềm yêu thích với bò sát. Lý do là tại vì con bò sát thì nó rất là lạ lẫm so với con chó, con chim, con đồ. Cho nên là mình lúc đầu mình không có hiểu nó, thì mình mới gọi là mình bị cuốn hút, mình muốn chinh phục nó, muốn tìm hiểu làm sao nuôi cho nó tốt đó, thì mình mới tập trung vô bò sát đó, chứ không phải là mình không có thích chó. Cho nên là mà con chó thì nhiều khi nó năng động quá, nó sẽ làm con bò sát nó sợ đó. Thì không có ý định là nuôi một em chó đồ này nọ thứ, nhưng mà tự nhiên có duyên gặp Lucy thấy càng nuôi lại càng thích, càng chăm thấy nó thân thiện với mình quá, mà giống như nó cũng có duyên với mình nữa bạn. Nó rất là nghe lời, rất là hợp tác, rất là dễ thương, mến luôn, dính luôn, ngoan ghê á, không có nhoi gì hết trơn. Đang rửa kẻ chân cho. Ok, rửa bụng cho, nhiễu nhão quá. Trời ơi, thiệt cái cưng mới thấy mày dễ thương chứ không mà nhiễu nhão gớm quá mày. Nhưng mà cái này là đỡ nhiễu các bạn, tại vì nuôi nó cũng quen cái ngoài trời vậy nè, chứ còn nuôi mà máy lạnh không á, xong rồi cho nó ra ngoài ngoài trời vậy, nó nhiều khi nó nóng quá, nó hả họng ra nước miếng, nó nhiễu còn ghê hơn nữa. Rồi nè, lông chó nè, một trong những cái điều mà con chó nó gây phiền, mà chó thấy phiền đó là nó đổ lông ha, đổ lông rất là nhiều. Dễ thương ghê không? Ngoan. Mấy con chó nhà mình mà mỗi lần tắm nó là kêu ẵn ẵn á. Còn Lucy này nó ngoan quá trời. Rửa cái đít coi. Mông eo thon mà đít bự. Rồi, xoa lưng. Ui da, tắm này ta cũng ướt theo luôn. Lùi lại xíu. Để gắn thêm cái vòi sen ở đây cho dễ tắm nha. Xuống chút xíu nữa rửa cái đầu. Vào phòng tắm luôn. Xì ba luôn. Thường này thêm một anh trai đẹp nữa là hết sảy hết bài luôn rồi. Ổn không? Dạ giờ đi gọi là cái gì, đi bơi nha. Rửa cổ này nha, đây còn cái. Ui. Dẹp dẹp luôn rồi chú em. Mát mẻ chưa? Dưới này nước miếng động dưới này quá trời nè. Ở dưới đây nó còn mấy cộng 3 cộng lông gì á. Ngoan. Rồi. Bơi. Để nằm cho nó sạch. Ôi da. Ôi da. 18 kg các bạn. Cục cân 18 kg. Đây, hồ bơi của em nó. Nước sạch. Rửa lại một lần nữa sạch xà bông ha. À, được rồi, ngắm mình đi.
Miệng còn thúi nhưng mà người thơm rồi. Không, người thơm thiệt. Thơm rồi. Chỉ có miệng hơi thúi thôi, để đi sống với bàn chả ăn nha. Giỏi. Mời thử anh coi coi, coi được không? Chưa đủ cao, nước này. Nước phải thêm chút xíu nữa. Vô bơi luôn. Còn mấy chục lẻ nè. Nó cực kỳ ngoan luôn á. Càng nuôi càng dễ thương. Nhìn mình nắm đuối luôn các bạn thấy không? Thấy cái ánh mắt con chó. Ánh mắt con chó khi mà mình nói chuyện với nó các bạn, là giống như là cảm giác giống như nó hiểu được mình đang nói cái gì vậy đó. Mình nhìn với nó với ánh mắt chiều mến, nó cũng đang nhìn mình là ánh mắt chiều mến nè. Bởi vì con chó dù sao nó cũng là một người bạn ha, cũng được công nhận lâu rồi, người bạn của loài người rồi. Lỗ tai cũng còn sạch sẽ. Lỗ tai sạch sẽ. Ok. Ok, tốt. Rồi, nước đang lên đó các bạn. Cái lưỡi nó chập ba lửa. Thôi nè, cái lưỡi. Cái lưỡi con chó nó bình thường ha. Không biết các bạn nào nhìn thấy lưỡi con mèo chưa. Lưỡi con mèo nó có gai các bạn. Còn lưỡi con chó thì nó cũng bình thường. Giờ vô cảm giác cũng giống như con người. Nè, răng bị sâu quá trời nè. Răng mòn nè. Răng hơi xấu nha chưa. Để sửa lại cái răng cho. Nó cạp á, nó ngứa răng rồi nó xì chét đồ này nọ mà nó cạp biết hư răng hết. Răng mòn luôn. Sát nú luôn. Cho nên là đâu có nhai thịt, mình cũng có cho ăn nó thịt nguyên miếng á. Nè nhìn cái trên nè. Nhưng mà không, mòn hết luôn rồi. Này để làm nha chu lại nè, mấy cái này dơ đánh nè, mấy cái này tạo mùi hôi nè. Để từ từ anh tạm cho. Ê coi chừng nó dính cái cục kia. Sướng nhất là mày á, thấy không? Thấy không? Con mắt nó hơi đỏ, không biết có bị vấn đề gì không này, để đi hỏi anh em thú y coi. Mắt nó hơi đỏ. Cảm ơn luôn. Thoải mái không con? Thoải mái không? Khi mà mình tắm cho con bé á mà mình thấy nó đứng yên nó thoải mái, cái này là cũng thích lắm các bạn. Con nào mà nó không thích, nó nhảy ghê lắm. Nó làm đủ trò á. Cưng rồi đó nha, yêu rồi đó. Này cao quá, nước cầu tới đây, nước cầu tới đây coi nó bơi được. Được cái dòng này lông ngắn nó cũng ít ve, ít bị ve. Hỏi mưa. Sao tắm nữa không hay là muốn ra? Chưa muốn ra các bạn ơi. Vẫn còn muốn chơi. Vẫn còn muốn ở đây chơi. Sẵn lửa dưới đây coi. Mát chưa? Muốn ra chưa? Ra đứng lên đây. Còn muốn chơi nữa thì đứng chổng. Mày tên gì? Ai là Lucy? Ai là Lucy đâu? Ai là Lucy? Ôi, lạnh hả? Lên nha. Rung rung rồi nè. Lạnh chưa? Lên nha. Để tắt nước cái nè. Chơi xíu đi.
Sao bơi nha. Nước đầy rồi kìa, bơi coi. Coi biết bơi không, anh đỡ bụng cho. Ui. À, tập bơi đó nè. Quýnh quán vậy. Quýnh quán vậy hả? Từ từ anh cho tập bơi cho quen nghe chưa. Rồi thử coi. Đó. Đúng rồi, quạt chân đi. Quạt chân đi, đúng rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, có người đỡ mà. Ok. Cái này mà mày đi ra ngoài mà tắm hồ spa ngoài nó ăn ba xị á, đây anh cho tắm miễn phí. Nè. Quạt chân quạt tay đâu vô. Vô. Ra chưa? Ra tắm nha. Hôm nay bơi nằm bơi 1 phút 2 phút coi. Bình tĩnh. Ok, bình tĩnh vậy đi, bình tĩnh vậy đi, đừng sợ, anh đỡ nè. Đúng rồi, cái chân ở dưới cứ quạt nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi đó, bình tĩnh vậy được rồi đó. Quạt chân quạt tay đi. Giỏi đó. Quạt tay quạt chân đi. Rồi. Đúng rồi. Quạt vậy mới có sức khỏe chứ. Rồi anh đứng cơm cơm vậy hai cái bắp chuối anh muốn đuối luôn nè. Mày còn biết chiều lòng anh nữa. Ok chưa? Rồi, mốt cho bơi thường xuyên nha. À, mệt chưa? Ừ? Mệt chưa? Đúng rồi đó, bắt đầu quạt tay quạt chân rồi. Bắt đầu dạng dĩ hơn rồi nè. Nãy hơi sợ sợ ha. Ở dưới anh Quy mày làm gì được bơi. Ok, thôi lên nha. Lên anh lào nha. Úi dồi, cục cưng của tôi. Cục cưng của tôi nặng quá. Đứng đây, đứng yên đây. Ok. Dễ thương, dễ thương, sắp tới anh làm cho nhà. Nhà ở. Được chưa? Tự tay anh đóng luôn. Có tivi, tủ lạnh luôn. Mệt quá. Má mấy cái này nó chơi tôi mệt quá. Lucy nói à, ông Nam Ngô này ông cho tôi bơi mệt quá. Đó cho tôi có bơi lần nào đâu. Nó kệ, gặp thể dục đi cho nó khỏe con. Hiểu không? Thời gian trước là mình ít không gian vận động, bây giờ mình có không gian rồi mình vận động cho khỏe. Chưa? Trước mắt là thơm nè, rất là thơm luôn. Không có một chút mùi chó luôn. Trước mắt là được thơm rồi đó. Mình phải khỏe nữa. Đúng rồi. Ngoan, mai mốt tự tay anh sẽ nấu nhiều món ngon cho cưng ăn. Ok chưa? Nhiều món mà nhìn vô là phải thèm luôn. Rồi anh xây nhà. Làm nhà. Làm này làm nọ cho cưng. Thấy ghét. Chùi ghen cho. Chùi lỗ tai cho. Lỗ tai sạch. Nhưng mà cái nết con này nó ở sạch đó các bạn. Nó ăn uống mà đổ ra ngoài là nó không có ăn. Cái thứ hai nữa là lần trước nó có bầu á, thì con nó nghe Quy kể lại lúc mà nó có bầu á, xong ấy con nó ị á, nó đẻ con nó ị, nó đang ngầm ấy, nó thấy con nó ị một đống cứt, cái nó hết hồn, nó chạy sản luôn các bạn, chạy làng luôn. Là mẹ gì kỳ không, kỳ quá. Con nó ị phải lo dọn dẹp chứ, con nó ị là chạy. Còn ảnh ở đây nha, cái khu vực này là cái khu vực ảnh ngủ. Ảnh có đái ị gì ảnh ra múc bên đằng kia kìa.
anh đái ị mãi á, chứ anh không có đái ị chỗ ảnh ảnh nằm nha. Rất là sạch sẽ luôn á. Mệt quá bố ơi. Rồi, rất là thơm luôn, cực kỳ thơm. khoái liền, ngoan cực kỳ luôn, dễ cưng. Ok các bạn, sau khi mình tắm cho Lucy xong bây giờ mình cũng đi tắm luôn, ướt nhẹp rồi. Hy vọng là những phút giây nãy giờ của hai đứa mình giúp cho các bạn có thể vui hay giải trí được chút đỉnh ha. Ok, thank you, bye bye. Rồi, có ghèn nữa nè, cái ghèn nữa nè, chùi cho nó đẹp gái nào. Okay.